Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vibico thanh gửi đến toàn thể quý khách hàng, quý đối tác, các cơ quan đơn vị đoàn thể lời tri ân sâu sắc vì thời gian qua đã lựa chọn Vibico là người bạn đồng hành lý tưởng dành cho bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vibico tự hào là thương hiệu xây dựng thành công uy tín thương hiệu tại thị trường ngành gỗ tại Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi chuyên kinh doanh gỗ Meranti nhập khẩu chính hãng Malaysia 100%. Với 3 chủng loại chính: Meranti hồng, Meranti đỏ 1A và Meranti đỏ 2A. Gỗ Meranti hẳn không còn xa lạ trong những năm gần đây, thường xuyên được sử dụng phổ biến cho ngành xây dựng nhà yến. Gỗ Meranti nhập khẩu Malaysia được xử lý làm khô theo công nghệ hiện đại, độ bền cao, sử dụng tối đa 20 năm. Quá trình sấy khô nghiêm ngặt, được tiệt trùng để loại trừ khả năng vi khuẩn có hại xâm nhập, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình làm tổ của chim yến, khả năng chống nấm mốc, mối mọt cao, gỗ không mùi, thích hợp để chim yến về sinh sống và làm tổ. Màu gỗ đỏ đậm, các hớ gỗ dày, bóng mịn, có tính thẩm mỹ tốt. Sử dụng gỗ Meranti, các bạn không cần lo lắng về hiện tượng tổ yến bị dơ dớt hay chất lượng kém do bị lẫn tạp chất. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vibico đã chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp tận gốc thông qua trung gian, mang đến cho khách hàng nguồn gỗ tốt, đạt chất lượng cao với mức giá thành tương xứng nhất tùy theo chủng loại khách hàng lựa chọn. Kinh doanh dựa trên nền tảng chất lượng hàng đầu, hưng thịnh bền lâu. Chúng tôi luôn dành trọn cái tâm, cái tin và kinh nghiệm của một nhà kinh doanh lâu năm, nỗ lực hỗ trợ khách hàng ở mọi vấn đề có liên quan, giúp khách hàng sở hữu ngay những sản phẩm gỗ Meranti đúng loại, đúng chất lượng với giá thành phù hợp, tư vấn tận tình, phục vụ tận tâm. Với chúng tôi, thành công và sự hài lòng của khách hàng chính là món quà vô giá của Vibico. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0838 896 466, địa chỉ Lô G2, khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương. Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng.